Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chiếc ô tô. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Một chiếc ô tô. Ô tô. Mẹ ơi. Ô tô. Ô tô. Ô tô. Để ô tô. Để chiếc xe ô tô. Còn tô đi. Mẹ ơi. Để chiếc xe tô. Ừ. Chiếc xe tô. Mình sẽ tô màu xanh nè. Bấy xe hả? Bấy xe thì màu đen. Bánh xe thì màu trắng nhờ. Bánh xe bom bom là màu đen. Đây là bọc của quái nhá. Bánh xe nó chỉ màu đen. Còn đừng nói chuyện nữa được không? Bánh xe thì như thế nhá. Bánh xe nó thì đâu màu đen. Bánh xe thì đâu màu đen. Còn mà nói chuyện đấy mẹ không cho tôi nữa đâu ấy. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nha. Tô con đi. Tô mày ngói màu đỏ đi. Dạ. Tô mày ngói màu đỏ đi. Mày gọi tô đỏ. Ừ. Bôi đỏ cho đây là sao mà còn bộ xa nữa. Coi tô hát vô đây. Đây. Thì hết là hết vô đây. Thì chỉ có vỡ bôi đỏ xa chứ. Ơi. Màu màu trước màu hồng của cô bị gãy cái đầu ấy. Màu hồng của cô bị gãy cái đầu rồi. Đây màu hồng của con đây. Đám mây thì màu xanh con ạ. Đám mây thì màu xanh á. Ừ, màu xanh ra trời con. Màu xanh ra trời trong này thì vừa ra làm sao nữa. Ta-da!
Vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một chiếc ô tô màu xanh này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo nha.